Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 25 tháng 5. Đây là lần thứ ba Ngân hàng Nhà nước quyết định giảm lãi suất điều hành để hỗ trợ phục vụ tăng trưởng kinh tế kể từ đầu năm 2023. Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ mức 5,5% một năm xuống còn 5% một năm. Bên cạnh đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ mức 6% một năm xuống 5,5% một năm. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5,5% một năm xuống 5% một năm. Lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng được giữ nguyên ở mức 0,5% một năm. Lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng Việt Nam đồng tại Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính, Vimo giảm từ mức 6% một năm xuống 5,5% một năm. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do ngân hàng ấn định trên cơ sở cung cầu vốn thị trường.